trước. Ờ, dễ bằng tay trước. Nó mới khô keo 24 giờ. 24 giờ mới khô keo. Tài lộc gì? Thì cái này chữ gì? Chữ khoán. Chữ khoán.
lý thợ đào nha. Đào đi rồi. Cái miếng này là hả chị? Cái miếng này là chị vẽ trước khi là làm. Đây nè, cái miếng này nè. Đó. Cái miếng này là chị vẽ nè. Chị vẽ trước khi 24 tiếng. Nó mới khô keo nè. Các bạn coi chừng gì. À, mình vẽ trước xong rồi mình dán lên trái dừa. Đó. Quá đẹp. Đúng rồi, lâu lắm. Đúng rồi. Mình phải thủ trước chứ. Quá đẹp luôn rồi chị vậy. Quá đẹp luôn. Cũng công phu ha chị ha. Đây là mấy trái dưa này người ta đặt mà các cô chú anh chị. Bắt đầu là đặt, bắt đầu là chờ hẹn giờ lại lấy nè. Chị dán vô nè. Có hai loại á, mai đào. Một loại là cây mai, một loại là cây đào, tùy anh thích. Tùy anh thích. Nãy cái ông chú này ổng làm là mai là cây đào được không? Có, rồi cái này nè, cây mai. Quá đẹp luôn, chú chung chưa? Đẹp quá. Đây là cây mai nè. Còn đây cây đào nè, cô chú anh chị. Chị bán đây mấy ngày rồi chị? Ngày em bán 2 ngày, em lên dưa mấy ngày à. Dưa Long An đúng không cô vậy? Dạ. Dưa Long An đúng không? Dạ đúng rồi, dưa của em mình coi luôn. Ủa của anh là bên con về anh Nhật Tiến 39. YouTube à, Nhật Tiến 39. Quá trời dưa luôn. Trái này là trên 10kg không hả chị ha? Dạ, tại vì cái form của em xài ở đây cho khách hàng của em quen rồi. Tại vì em bán cái này cũng 10 năm rồi. 10 năm rồi. Dạ. Mấy cái chị dưới cũng không bán lâu, 2-30 năm rồi. Đúng rồi. Là mấy cái gian hàng này là chị bán quen rồi. Đúng rồi, cũng lâu rồi. Đúng rồi, mấy cái chị còn trước. Em cũng ở đây, em cũng có cái chị hàng. Đúng, đúng. Rồi, xong rồi, thầm chữ này là chữ gì? Chữ thọ. Dạ, chữ thọ. Khách ta yêu cầu, khách đang đặt nè. Dạ, khách đang đặt chữ thọ mà làm thành đào. Có đẹp luôn. Tờ dán chị cành mai, cành đào. Đó, dán chị cành đào.
không? Rồi. Ồ, đẹp quá. Để cho em quay cái xem. Quá các bạn. Ồ. Một trái dừa đầy 10 mấy ký. Dạ 12 ký rưỡi. Em chúc chị mua mai bán đất hết về Tết và sớm luôn ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, cảm ơn cha. Thành phẩm quá trời đẹp luôn. Rất là công phu. Trái dừa. Bye bye chị. Bye bye.